Mày lên Đà Lạt lần nào chưa? Chưa, đi hoài ở đó mà chưa. Chưa, con có đi đâu. Hỏi hai mẹ con có đi đâu. Mấy chục năm rồi mày. Mày không về thăm lại Đà Lạt. Từ cái hôm mà con cưới giờ... tới giờ luôn mà con có phải không? Mà... thế có cái đồ mà dẫn con này lên con này bao nhiêu giờ tuổi? Thôi chứ đâu có đâu. Thì đợt dẫn nó lên là có lên rồi chứ bộ. Nhưng mà lâu rồi. Từ mấy chục năm rồi. Rồi. Nói chung là gần 10 năm rồi. Chiều nay ổng để dành hai chỗ, hai tờ giấy số đó. Cũng quá vô đặc biệt là ông đó tới bảy chỗ. Cũng quá kêu mày đó. Tới á. Mày đưa tao chiếc à, đúng rồi, 14 chỗ. Đủ thằng tới có chiếc 7 chỗ mà. 7 chỗ tôi phải đi, con cặn tao đi 14 chỗ không à. 7 chỗ đi đủ. 14 chỗ mới đủ. Mày không đi mày ở nhà. Đủ. Kêu thằng nào đó đi. Lên ghé ông ảo được hai ông ảo đang nói đu mày mới về đây bây giờ được không em nó chạy tắt tít lên rồi có gì vậy nói đu mày mỹ quá ông bà cho mượn ít tiền rồi thay vì sửa nhà thôi làm phước đưa tôi ít tiền rồi anh xài covid đó đu mày con này xài pin dữ vậy nó quay phim chụp hình gì đó nó chụp mình đó. Ồ cái bắt đầu thấy không là... con này cũng chụp à đâu chụp con này đang chơi game khỉ hết cha bia rồi còn đâu chụp cái gì cũng chụp ừ hớp đi hớp rồi bỏ luôn hết rồi chưa từ từ á nhiều mà cười gì ăn xảo vậy con chụp hai cộng được vậy con phải quay luôn cho nó hay ờ để làm kỷ niệm nhớ nhiều khi mày buồn buồn á mày ngồi mày coi lại nó đu mẹ cậu cưng chết rồi nè cậu mình nó chết rồi nè bây giờ quay lại rồi á quay lại rồi coi đó ngày xưa mấy cậu đó quá đẹp luôn nó cũng biết chụp luôn đâu mày đưa đâu mượn ơi ủa nó biết xài á hả sao mày chỉ nó nó là siêu sao luôn á chứ nó là siêu sao rồi vậy được rồi bữa nào tao đem điện thoại xuống tụi má mày cài đặt cho tao coi nó cài nó không có rành một con đâu ờ vậy hả kiếm mày có bộ hơi khó à đó ông bà đâu ủa mẹ sao mày đi giúp xài nhiều chức năng quá vậy à. Bữa nào mày chỉ tao một ngón thôi ủa má về con thủy lên nguyên đâu có rành ba cái vụ này cái này là quay phim à, con quay mà. À. Đó nãy cậu để vậy nè cậu kẹt thì xong cậu để yên rồi là vô hình hơi bị đẹp á thì cậu cứ múa qua múa lại cũng chụp được cái gì chơi rồi đâu hình chụp đâu để con lấy cậu coi từ từ cái này là con đi dép ủa trình độ ghi âm thì này tụi này hơi siêu mày kết nối bà Huyền nói chuyện coi bên con đâu có kết nối đâu có kết